Tử vi tuổi Quý Dậu 1993, tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ đều không đứng yên. Chúng vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi các hung của những gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2021. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, tức ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Thìn Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục. Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu, Tuyệt Tuất. Đối với những người tuổi Quý Dậu trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 3, tức ngày 13 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Tân Mão. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 3, tức ngày 25 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Quý Mão. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 3, tức ngày mùng 7 tháng 5 dương lịch, có nạp sát là Quý Mão. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình, sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ. Đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Quý Dậu trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 3 tháng 3, tức ngày 14 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 3, tức ngày 26 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 3, tức ngày 8 tháng 5 dương lịch, có nạp sát là Bính Thìn, có nạp âm là Gia Trung Thổ. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Quý Dậu 1993 trong tháng 3 âm lịch.
Người tuổi Quý Dậu 1993, mệnh kém phong kim thì đường tình duyên của họ vô cùng hanh thông, rộng mở. Người tuổi Quý Dậu vận đào hoa phượng dễ dàng tìm được người tâm đầu, ý hợp với mình. Trước khi kết hôn, họ luôn có người theo đuổi, chỉ là họ lựa chọn ai trở thành người duy nhất với mình mà thôi. Tài vận của họ rất tốt, tuy nhiên tiền bạc đến từ chính công sức mình bỏ ra, thế nên tay làm hàm nhai mà tay quay là trễ miệng. Muốn có được cuộc sống sung túc, không phải ngồi há miệng chờ sung mà tuổi Quý Dậu cũng phải nỗ lực rất nhiều. Trong công việc, họ là người sẽ nắm được quyền lực trong tay. Có lẽ cũng vì thế mà họ khó tìm được sự hòa hợp khi làm việc chung với những người khác. Họ chỉ phát huy được thế mạnh của mình ở mức lớn nhất khi mà làm việc độc lập. Người tuổi Quý Dậu thích tự do và làm chủ nên bản thân họ hợp nhất vẫn cứ là đi theo lĩnh vực kinh doanh. Họ nhanh nhạy, thoáng tính, không kỳ bo bần tiện. Là bạn hàng của họ thì thấy hợp đồng sẽ rất nhanh được ký kết. Là khách hàng của họ thì thấy bán buôn hay được giảm giá. Đối với tuổi Quý Dậu, việc kinh doanh đến một cách tự nhiên, tình cờ như ăn cơm, uống nước, chẳng mấy đã thành bản năng hay một thói quen thường ngày. Nhâm Dương Thủy gặp Dậu âm kim nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Quý Dậu trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người ở xung quanh mình. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Quý Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chăn lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Về sự nghiệp, quý vị thân mến, trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Dậu cần cẩn thận trong đường công danh, sự nghiệp. Tuổi đời còn trẻ nên tuổi Quý Dậu có thể thấy hoang mang khi bước vào công việc mới. Quý gia chủ cần chủ động tham khảo ý kiến của người thân và bạn bè, chia sẻ để nắm bắt thông tin chính thống, tránh tình trạng bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Ngoài ra trong tháng này, quý gia chủ sẽ có được những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho dự án hợp tác, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải thiện hiệu suất. Tuổi Quý Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn và có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Trong công việc, nếu bản mệnh gặp vấn đề khó, chưa biết cách giải quyết hợp lý thì đừng ngại xin ý kiến của những người đi trước. Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi sẽ giúp quý gia chủ giành được cảm tình của mọi người và tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Ngoài ra, bản mệnh cẩn thận chuyện ký giấy tờ, tránh bị lợi dụng hay lừa gạt, khiến bản thân vướng rắc rối pháp luật. Không những vậy, kênh Phong thủy Gia Cát khuyên rằng bản mệnh cần nhớ phải giữ cho mình khiêm tốn, chớ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang, tự phụ, mất cảnh giác trước những tình huống xấu. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 2 âm lịch, thì những gia chủ tuổi Quý Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Tài lộc của tuổi Quý Dậu, do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với người tuổi Quý Dậu. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại sẽ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc vì thế cũng không cao. Ngoài ra, chuyện học hành hay xin việc có chút tốn kém nên chuẩn bị sẵn khoản tích lũy để đề phòng. Mức chi tiêu của bản mệnh có trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện không thể ứng tiền. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay suy hơn là phạm luật bị phạt. Tuổi Quý Dậu cũng nếu không biết cân đong, đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra,
có kiếm được nhiều hơn cũng sẽ cháy túi. Quý gia chủ nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có biến cố gì đến với mình. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giáp khai vận, Tỵ, Sậu, Sửu. Đây là vật phẩm được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ, tình cảm và gia đạo. Bước sang tháng 3 âm lịch, tuổi Quý Dậu vẫn đang loay hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm của mình. Có nhiều vấn đề phát sinh và quý gia chủ không muốn để lỡ mất cơ hội hạnh phúc nên cố dấn thân, song cũng không có nhiều hy vọng. Tuổi Quý Dậu có thể sẽ tự đẩy người mình yêu ra xa vì những suy nghĩ tự ti, thiếu sáng suốt của mình. Người ấy không hiểu được những cảm xúc hiện tại, cũng cố gắng để chia sẻ mà không thành công. Ngoài ra, bản mệnh có thể tìm vui bên bạn bè xấu, khiến cho quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng xấu đi. Bản mệnh là người ham vui, đôi khi quên mất trách nhiệm của mình đối với gia đình, người thân, khiến cho những người ở bên cạnh không khỏi thất vọng. Người độc thân dễ u mê trong chuyện tình cảm, có khi đâm đầu vào ngõ cụt mà cứ ngỡ mình đang sắp tìm thấy đường ra. Bản mệnh cần cẩn thận, kẻo bị lừa gạt cả tình lẫn tiền mà cũng chẳng hề hay biết. Cần nghĩ mình đang sống trong hạnh phúc. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giáp khai vận, Tỵ, Sậu, Sửu. Vật phẩm là trang sức đeo tay, giúp chiếu cát lành, chiếu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát, về sức khỏe. Trong tháng 3 âm lịch, người tuổi Quý Dậu tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn. Nhắc nhở tuổi Quý Dậu phải chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt. Quý gia chủ có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý, mặc dù ít ốm đau bệnh tật nghiêm trọng, như khó tránh bị té ngã, tai nạn trong lúc làm việc hoặc đi lại. Đừng cậy sức trẻ mà thức quá khuya, kiêm nhiệm quá nhiều việc cùng lúc, mệnh chủ đổ bệnh lúc nào không hay. Đặc biệt người tuổi Quý Dậu còn khá trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này, bản mệnh nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc với chính mình. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe, bỏ bê bản thân. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Quý Dậu cần mang bên mình vòng tam giáp khai vận. Vòng tam giáp khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi tuổi Quý Dậu trong tháng 3 năm 2021 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh phong thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm, cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Quý Dậu trong tháng 3 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.